cách chăm sóc da để cho da các bạn bị dầu. Điều đầu tiên các bạn hãy lưu ý rằng là trên da mặt của chúng ta sẽ có rất nhiều loại, ví dụ da dầu này, da khô, da hỗn hợp. Vậy da dầu thì các bạn biết rồi đấy, hàng ngày chúng ta sẽ bị tiết đổ rất nhiều bã dầu nhờn ra trên da. Có rất nhiều bạn hỏi với tôi rằng làm thế nào để da không bị dầu nữa, thì xin thưa các bạn rằng chúng ta chỉ có một phương pháp duy nhất, đó là chúng ta skin care chăm sóc da để da của chúng ta không gặp những cái tình trạng là nó đổ dầu nhiều hơn thôi. Còn chúng ta không thể làm cho da của mình hết dầu được, vì khi mà các bạn kiềm dầu cũng không tốt hoàn toàn, bởi vì dầu tiết ra trên da của chúng ta nó cũng là một cái thành phần để giúp cho da của các bạn được chống lão hóa hơn. Thậm chí là dầu còn giúp cho các bạn được ngăn ngừa với những cái tác động vật lý từ môi trường ngoại, là từ môi trường bên ngoài lại, làm cho da của các bạn càng ngày càng được trẻ hóa hơn, thậm chí là có thể tăng tiết collagen cho các bạn. Tuy nhiên nhưng mà chúng ta để da quá nhiều dầu thì hoàn toàn không tốt, bởi vì khi nhiều dầu quá nó sẽ cũng thành phần đó là bám bụi bặm ở trên da. Nên cách quan trọng nhất là các bạn skin care cho đúng. Hãy xem video sau, Vân Anh sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà chúng ta skin care cho da dầu như thế nào để các bạn không bao giờ bị mụn, đặc biệt là các bạn còn làm cho trẻ hóa da nữa nhé.